Và xin chào tất cả các bác nhá. Đây, em đang đi tìm cái đồ mà thanh lý cho các bác. Thì muốn thanh lý cho các bác thì đây có một cái điều cái rất là hay cho tất cả các bác. Một con đẩy 1U của Alexis. Đây, em chưa biết là bao nhiêu watt đây nhá. Đây là nguyên thùng đây, khách gửi về. Để đây từng hôm cho bụi em chưa đụng vào nhá, đang còn nguyên bụi như thế này nhá. Đây. Em bây giờ em sẽ khui ra em bán thanh lý cho các bác luôn. Đây, con đẩy này thì là đây. Ôi giời ơi, để đây. Cũng khá là lâu rồi. Đây, hàng này là hàng của khách gửi về, gọi là đổi bảo hành, nhưng mà em thu lại luôn. Đây, em cho các bác xem luôn, lôi ra đây cho các bác xem luôn. Đây, 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 đây. Ôi trời ơi, bụi đây nhá. Đây, nguyên bụi. Đây, cái đây thì có một bác khách tại Hà Nam gửi về. Đây, em sẽ sẽ bóc cái số này đi, tại vì là cái không muốn để cái số này, để em sẽ bóc cái số này đi. Chờ em một tí nha. Đây, em là không muốn là để cái người này lên. Đấy. Ở đây là cái người ta gửi về cho em, đây đang còn nguyên dấu bưu điện này. Đấy. Người ta gửi về cho em này. Cái này thì là theo người ta ngày trước bảo là đánh một thời gian là nó báo lỗi, em cũng chưa biết là thế nào cả, em chưa bóc ra luôn. Đây đang còn nguyên đây. Đấy. Đây nhá, em nói thật là em chưa tháo ra luôn. Vì là người ta gửi về cho em thì bây giờ em sẽ test em thử coi đúng như thế không, thì em sẽ bán thanh lý cho các bác luôn. Đã còn nguyên băng keo nhá. Đấy. Hàng này là hàng, nói chung là hàng lỗi, em sẽ nói luôn là hàng lỗi, em sẽ test thử coi. Tại vì là theo người ta nói thì là đánh một lúc thì nó sẽ báo lỗi. Đấy. Báo lỗi thì đây. Con này khá là lâu rồi. Đây đã còn nguyên bụi, nên bụi thế này các bác này. Em để cũng khá là lâu rồi đấy. Cơ bản là nó là hàng hàng tồn mà. Đấy, em để có một con này, em để không biết là con này bao nhiêu watt thì em cũng không nhớ được rồi. Bóc bây giờ em sẽ khui luôn. Đấy, nguyên hộp cho người ta gửi về cho em, sau thì em sẽ thanh lý như thế các bác nhé. Đấy, bán thanh lý cho các bác. Bác nào về mà có kỹ thuật thì chúng ta có thể là chúng ta nghiên cứu cách mà chúng ta khắc phục nó để chúng ta dùng. Còn một con duy nhất đây. Đấy, bóc hộp thanh lý luôn. Đấy, em sẽ khoai luôn. Đây. Con này đây, coi bao nhiêu watt đây mà. Em không muốn cắt ghép video. Con này là 650W. Rồi, con này thì công suất nó cũng vừa. 650W, bây giờ em sẽ cắm thử điện phát coi nó có báo lỗi gì không anh nhá. Và em sẽ báo thanh lý luôn. Đây. Bỏ này ra. Bỏ ra. Đóng le là ok các bác nhá. Đấy. Hy vọng là đóng le thôi, nó có nổ là được. Đây, để ghim điện phát đảo bác này. Tại vì một tay em vừa quay một tay vừa làm nên hơi khó, nhưng mà để như thế cho nó. Đấy. Đây, bật đùng phát đây, đùng phát nhá, không nên đà lên đâu. Đang báo clip đây. Một kênh báo lỗi. Một kênh báo lỗi. Ông nào mà về sửa được thì ra dùng thôi. Lỗi một kênh các bác. Đây này, nó báo đèn đỏ này. Đây, báo đèn đỏ một kênh. Kênh bên kia ok. Tắt đi còn lại rồi này. Giờ bị lỗi một kênh, chính xác là lỗi một kênh luôn. Đây này, nó báo điện đỏ clip đây, em nói thật luôn. Đây, kênh bên này ok, kênh này không báo, kênh này bình thường, kênh này báo lỗi clip. Đây này, cho bác thấy này. Đấy, đây này, tắt đi bật lại này. Rồi, rồi lỗi một kênh. Bác nào về có thể là đi sửa được thì lấy về nhá. Và cuối cùng là giá em sẽ thanh lý các bác, là giá là con này bán mấy được nhỉ? Con này là 600W, thằng ngày xưa mình bán là 6,5 triệu nhỉ.
Thì như bác 6,5 triệu, bữa nay lỗi thanh lý cho bác nào về bác mua 2,5 triệu về tự sửa, em chỉ bán như thế này thôi, 2,5 triệu, còn một con duy nhất 2,5 triệu con này Adesit nhá, model là ND650, tức là 650 một cây, về tự sửa đấy mà làm, em dòng này em chưa sửa đấy, không bao cước, không bảo hành, bán tình trạng như thế này đấy. Hàng này là để khá là lâu rồi, về các bác tự xử lý thôi đấy. Coi nhá, đấy.